Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án phạt bị cáo Đỗ Minh Hiền trú tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội 6 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, từ năm 2013, Đỗ Minh Hiền đã tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống đối chế độ, công kích nhằm vào lãnh đạo Đảng, nhà nước và các quy định của hiến pháp. Toàn bộ các tài liệu được Hiền gửi đến thư điện tử của các cá nhân tổ chức trên internet. Tính đến lúc bị bắt, bị cáo đã tán phát thông qua thư điện tử tổng cộng 72 bài viết tới hơn 10.000 lượt địa chỉ thư điện tử. Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xác định bị cáo đã tự làm tán phát 11 tài liệu chứa đựng nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức và nhân phẩm cá nhân, xúc phạm lãnh tụ cá nhân.